Dạ rồi nhà vườn tiếp tục giao lưu mã số là 515 nha, mã số 515. Mã số 515. 515 là một cây trắc nha cả nhà. Là một cây trắc bonsai. Trắc này là trắc lá nhỏ luôn nha, trắc dây lá nhỏ. Còn một loại nữa là loại trắc lá lớn nữa. Đó thì cây này là cây trắc lá nhỏ này, cây này thì không có lũa nha. Cây này không có lũa nhưng mà bên trong nó thì nó có lõi rồi. Đó. Cây sống khỏe luôn. Cây này nhà vườn đo cái hoành chỗ này được là 32. 32 nha. Cây cao đến cái đầu thân chính là 100. Bầu ươm hiện tại là 44 nhân cho 40. 44 nhân cho 40 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh dọn vườn là 800k bao ship luôn. Là một cây trắc lá nhỏ bonsai luôn nha. Đó, cây này đế trải nè. Trắc lá nhỏ bonsai. 800k bao ship luôn. Rất chi là mềm luôn cả nhà. 800k bao ship cho cây trắc bonsai lá nhỏ này luôn nha, trắc dây. Dạ, Vậy là cảm hôm ơn nay anh nghỉ nha. đá banh vậy Hả? hôm nay vậy là hôm nay nghỉ đá banh anh tại anh nói nó mai đá banh rồi á Chắc vậy á, tại anh đâu có coi đâu biết. Rồi mã số 515. 800k bao ship cho cây trắc này luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn, nếu mà mình xem offline lại còn ủng hộ nhà vườn luôn nha.